Thứ hai sau Chúa Nhật 28 thường niên. Tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo. Đức Giêsu bắt đầu nói: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác. Chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Jonah. Quả thật, ông Jonah đã là một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy." Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ. Vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Kính thưa cộng đoàn, tin mừng hôm nay, Thánh Luca thuật lại sự cứng lòng của người Do Thái. Đức Giêsu nhận định về họ như sau: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác. Chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Jonah." Đức Giêsu không chiều theo những thách thức đầy ác ý của những người ngoan cố không tin. Ngài không làm phép lạ để phô trương, cũng không dùng dấu lạ để mua lòng tin của dân chúng. Vì thế, mặc dù chứng kiến những dấu lạ Chúa đã thực hiện, nhưng dân chúng vẫn không tin và còn giải thích khác đi. Có người cho rằng Ngài nhờ tướng quỷ để trừ quỷ. Có kẻ khác muốn thử Ngài, nên đòi Ngài phải làm một dấu lạ từ trời. Ông Jonah là ngôn sứ. Ông không vâng lệnh Thiên Chúa đi giảng cho dân Ninive. Nhưng sau khi bị con cá nuốt vào bụng 3 ngày và nhà ông tại bờ biển Ninive, thì ông đành phải vâng lệnh Thiên Chúa đi rao giảng cho dân thành Ninive biết Thiên Chúa sẽ trừng phạt họ. Kết quả là toàn dân đã ăn năn sám hối và thay đổi đời sống. Nhìn thấy dân sám hối, Thiên Chúa tha thứ cho họ. Thưa cộng đoàn, khi nhắc lại chuyện ông Jonah, Đức Giêsu nhắm đến việc hoán cải của dân Ninive để nhắc nhớ người Do Thái hãy nghe theo lời rao giảng của Đức Giêsu như dân Ninive xưa nghe lời ông Jonah. Bởi vì để đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa, con người cần phải hoán cải và thay đổi đời sống của mình. Đức Giêsu còn dùng câu chuyện nữ hoàng phương Nam khiêm nhường đến lắng nghe những lời giảng dạy khôn ngoan của vua Salomon để mời gọi người Do Thái nghe lời giảng của Ngài mà hoán cải và biến đổi tâm hồn hầu được ơn cứu độ. Thiên Chúa đang hiện diện qua những biến cố và dấu chỉ trong cuộc sống. Chúng ta cần phải mở lòng đón nhận, chứ không dừng dưng và coi thường. Đồng thời, người tín hữu cũng có sứ vụ phải trở nên dấu chỉ cho tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa cho mọi người. Thiên Chúa cũng đang thực hiện những điều kỳ diệu trong cuộc đời này. Chúng ta phải khám phá những dấu lạ rất đỗi bình thường đó để sám hối và canh tân đời sống mình. Đồng thời, cũng sống trong tâm tình tri ân và cảm tạ. Xin cho mỗi người tín hữu luôn mở rộng tâm hồn đón nhận lời mời gọi hoán cải và sống trong ơn nghĩa của Chúa để đón nhận dồi dào ơn cứu độ, và chính chúng ta cũng trở thành những dấu chỉ cho mọi người nhận ra tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống. Amen.